Mẹ định hù dọa con bằng cách tự tử như lần trước nữa sao? Lần này mẹ không có ngu dại tự tìm cái chết nữa đâu, mà là bọn họ. Họ sẽ không tha cho mẹ. Con cũng đang chán đời lắm đây. Vậy mẹ con mình cùng chết với nhau đi. Đi, đi mẹ. Con, đi. Con, sao vậy con? Đi đâu con? Đi chết. Đi chết cho mẹ vừa lòng. Con. Nếu như mà con muốn chết thì mẹ sẽ cùng chết với con. Bác. Buông tôi ra. Tôi khổ lắm, Tân Kiệt ơi. Tôi phải chết. Tại sao phải chết? Chứ bây giờ lấy tiền đâu ra mà trả nợ cho mẹ tôi đây? Anh để cho tôi chết đi mà. Anh đã hứa với em rồi, em không tin vào lời hứa của anh sao? Anh làm được sao? Đây, số tiền em cần nó có trong đây. Tuấn Kiệt, nó sao rồi con? Bây giờ hắn ta không còn đường lùi nữa, mẹ yên tâm. Mẹ cũng không muốn kéo cậu ta vào chuyện này. Nhưng ngài biểu nó bày đặt làm thám tử, điều tra này nọ để tự vệ. Mẹ bắt buộc phải kéo nó về phía mình. Đứng tay đông lại.